Thằng này tên gì? Mày tên gì? Tên gì? Cái gì? Đại à? Mày sinh năm bao nhiêu? Mày sinh năm bao nhiêu? Mày coi mặt lại đây, nó không, mày không ra được khỏi cái phòng này đâu. Mày sinh năm bao nhiêu? Mày với nó bao lâu rồi? Mới thôi, mà không biết được gì đâu. Mấy năm rồi? Bao lâu rồi? Tao hỏi mày bao lâu rồi? Đây mày quay mặt về đây. Để về cho bố mẹ xem. Đóng vào làm gì? Mày đang dám làm như này thì mày ngại cái gì cái mặt mày nữa. Có thằng này, mày làm bảo an đúng không? Hay mày làm cùng chuyện? Mày quen nó được bao lâu rồi? Mới là bao lâu? Tao hỏi mới là bao lâu chứ không phải mới. Hai tuần. Hai tuần à? Hai tuần mà đã ngủ với nhau rồi. Hay làm sao? Mới quen sao ở trong cùng phòng với nhau qua đêm? Mày có biết là nó có chồng con ở nhà được không? Mày không biết thật không? À thế là do cái đứa này nó bảo là nó còn gái tân đúng không? Tao hỏi mày là nó bảo là nó còn gái tân hay như nào? Không bảo gì. Thế mày làm ở tầng ấy? Tao chưa hỏi đến mày. Con ở nhà cái đang bệnh tật kia kìa, mày xuống đây kiếm tiền mày như này à? Tao nhắn tin không thèm trả lời, gọi không thèm nghe à? Tao biết lâu rồi mày ơi. Tao mang vali quần áo, hai vali quần áo xuống cho mày luôn rồi đây này. Nhưng mà tao muốn lấy cái video này để gửi cho anh chị em họ hàng nhà mày xem. Để mày đẹp mặt, mày có con gái, có cháu gái mày như nào, đẹp như nào. Mày hiểu chưa? Mày quay cái cổ mày lại đây. Thằng kia, cái cổ mày làm sao kia? Mày quay lại đây. Mày quay đâu? Mày quay đâu? Tao không biết là mày ở đâu. Tao đang hỏi mày là tao nhà mày đâu? Hải Dương hay ở đâu? À cô, đây con xin phép con quay một chút thôi. Quay con quay cái khu vực này thì con quay lấy cái video một chút thôi. Con nói thật này, cái việc vợ chồng nhé là phải về nhà của nhau. Còn cái chuyện mà không thích nhau nữa thì cô ơi, cho bảo này, Tết vẫn về nhà bình thường với chồng con bình thường. Nhưng mà trước đấy là cháu biết rồi, nhưng mà cháu không bắt được nên là cháu không làm gì được thôi. Còn nếu không nữa thì giải phóng, không cần phải yêu. Trước là cháu có làm ở đây cùng nhau này, nhưng mà cùng chung một giường, cùng chung một gối ngủ thì vẫn nhắn tin với người ta này. Không cần phải lôi thôi làm gì, bởi vì cô nói thật với cháu, cháu làm xấu vợ cháu thì mình chẳng đẹp gì. Hai không, nữa là... từ giây phút này không phải là vợ cháu nữa mà không thằng này là vợ cháu, còn là mẹ của con cháu. Đấy cô nói cho biết thế. Cháu nói cho cô biết là nên suy nghĩ cho thật. Cháu đã lấy quần áo xuống đây là cháu không muốn nó lớn lên mà có một người mẹ như này, đúng không? Ừ. Thì đấy, cái đấy là việc của cháu. Vâng. Thế nhưng rồi cũng vẫn là mẹ. Còn thời gian sau này ấy thì là người khác mà mẹ con cháu được. Vâng, cho thằng này nó chăm sóc thay cháu thế thôi. Thì cháu nó mất đi một cánh. Cô cũng không vâng. Biết nhưng mà đấy là cô nói thế là cháu nên suy nghĩ cho nó chín chắn, còn cái việc nên tung lên mạng hay làm gì hay em về gia đình hay vâng, cái đấy là cái đấy cháu tự biết cân nhắc. Vâng. Phải không? Nhưng mà cô tham gia có ý với cháu như thế, còn chưa của nhau, chưa căn đất vẫn là vợ của cháu. Nếu nó xấu cháu chẳng đẹp gì. Không. Cô ơi, là... để cho cháu gắn lời một chút, nếu mà là vợ cháu thì đã không như này. Cháu bảo rồi. Tất nhiên trong quan hệ xã hội cháu tính là nó không có chuyện nọ rồi có chuyện kia chứ cháu. Làm sao nó được nhà nào cũng được yên ổn được. Thế cho nên là thôi. Muốn gì về nhà cùng nhau. Còn cô yên tâm, cháu không động chân động tay với thằng này đâu, nhưng mà cháu hỏi nó trả lời ok. Động chân ở nhà cô được. Cô yên tâm. Ừ, nếu đôi thôi là cô gọi công an. Cái đấy cháu biết, bởi vì cháu sẽ không tự nhiên mất tiền hay là mất quán ngu gì vì như cái vấn đề như này đâu. Ừ, đánh nhau là tuyệt đối nhá. Đấy là cô nói thật.
Rồi bên mày còn muốn gì để nói không? Còn thằng này, bây giờ không phải vợ của tao nữa thì mày chăm sóc nó quãng đời còn lại được chứ? Chắc được nhỉ? Đeo cái mặt chưa? Hôm qua cháu gọi nhá, ngồi ở đâu ầm gọi không bóc cam ra, gọi không thèm nói được mười mấy câu, mười mấy giây thôi. Con ở đấy không thèm xem con luôn, tắt đi, cháu qua lại không nghe, nhắn tin không trả lời luôn. Rất là nhiều lần, không phải lôi con ra. Đừng nói 2 năm trước, trước mày làm cùng tao, mày ngủ với tao chung một phòng, chung một kíp. Ngủ mày còn nhắn tin với trai thì mày nói gì, bảo trước là...